Kênh Ghiền Nấu Ăn xin gửi lời chào đến cả nhà. Bữa nay mình làm một món ăn mà không cần phải nấu nướng gì hết. Em mời cả nhà cùng theo dõi cách làm gỏi dưa leo. Nguyên liệu đầu tiên, em dùng một củ cà rốt cỡ vừa đem bào sợi. Cho vào cà rốt đã bào nửa muỗng cà phê muối, nửa muỗng ăn canh đường. Em vắt vào hai trái tắc. Trộn đều cà rốt lên. Mình đợi 10 phút cho cà rốt thấm gia vị. Sau 10 phút, cả nhà thấy cà rốt bắt đầu ra nước. Bây giờ em sẽ vắt cho cà rốt thật ráo nước nha. Bước ngâm cà rốt với muối, đường và tắc là để cà rốt được thấm gia vị trước, giòn hơn và khử đi mùi hăng. Nguyên liệu thứ hai mà em dùng là 3 trái ớt sừng đỏ. Cắt đôi trái ớt để bỏ lõi và hạt, rồi đem cắt sợi. Trong nhiều món ăn mà kênh Ghiền Nấu Ăn chia sẻ, thì cả nhà hay thấy em dùng loại ớt sừng đỏ này. Thật ra đây là ớt sừng không cay, thường được dùng để lấy màu đẹp, mùi thơm, hoặc dùng để tỉa hoa trang trí cho món ăn. Và nguyên liệu chính của món ăn ngày hôm nay, em dùng nửa ký dưa leo giống Hà Lan. Bào bỏ đi một chút vỏ bên ngoài, rồi đem cắt lát mỏng vừa ăn. Thật ra em dùng loại dưa leo trái dài giống Hà Lan là bởi loại dưa này cho màu xanh đậm, ngon mắt. Ăn thì rất giòn vì ruột dưa đặc, ít bị ra nước nên đem trộn gỏi khá là ngon. Hoặc cả nhà có thể dùng dưa leo baby cũng được nữa nha. Nói như vậy không có nghĩa là giống dưa leo thông thường của Việt Nam mình là dở đâu ạ. Chỉ là trong món này thì dùng các loại dưa da xanh đậm, đặc ruột sẽ phù hợp hơn. Tiếp theo em sẽ tiến hành trộn gỏi đây, rất nhanh thôi ạ. Em cho dưa leo, cà rốt và ớt sừng vào một cái tô rộng. Trên tay em đây là hai loại rau thơm rất thông dụng là rau tía tô và rau húng cây. Em dùng kéo cắt nhỏ cho rau vào trộn chung luôn. Nói là món gỏi chứ mình không được dùng rau răm nha cả nhà. Loại gỏi này phải dùng lá rau thơm mới hấp dẫn. Rồi em vắt vào đây 4 trái tắc. Nếu không dùng tắc thì mình dùng chanh hoặc giấm đều được cả. Nhưng gỏi dưa leo trộn kiểu này thì nhất định phải có hương tắc mới lên mùi. Em cho 2 muỗng ăn canh đường, nửa muỗng cà phê muối và 2 muỗng ăn canh tương ớt. Trộn thật đều lên nhé cả nhà. Hương sắc của gỏi dưa leo đã bắt đầu trỗi dậy rồi đây. Sau cùng, để tăng thêm phần hấp dẫn cho món gỏi này, em cho một muỗng ăn canh đậu phộng rang giã nhỏ. Cái này cũng là bắt buộc phải có luôn đó cả nhà. Và thêm một muỗng ăn canh hành phi nữa. Gỏi dưa leo đã quá ngon lành rồi. Đặt một tô bự vào giữa bàn ăn. Cho dù ai có ghét ăn rau cỡ nào thì em dám chắc cũng phải gắp thử một đũa. Món này dễ ợt nên em nghĩ cả nhà sẽ làm thành công.